Vâng, sáng nay em sẽ giới thiệu cho các bác là hai model ở trong video này. Đó là Marantz 1250 Gold và một con SX939 đời 4 dòng điện và có công suất cực kỳ là khủng. Dòng 939 thì rất là dễ gấp loa và tiếng rất là lực, nó tích hợp mạch Dolby NR cho đèn kém vào nhạc cộng bông sen từ màn xuống. Anh em nghe nhạc màn rất là tuyệt vời. Và lực đánh nó thì không khác gì những dòng concept 6.5 rất là mạnh, tiếng rất là lực canh. Thì nó nằm phía sau kia, tí em sẽ qua chung chi tiết cho anh em cùng xem. Thì đầu tiên em sẽ qua con Marantz 1250 cho anh em cùng xem nhé. Tí nữa em sẽ mở ruột ra bên trong sản phẩm thì anh em cùng chiêm ngưỡng vị đẹp. Con này thì về được cái là vỏ gỗ ring cho anh em nha, vỏ gỗ ring, cái mèo và sơn ring của nó này. Đấy, rất tuyệt vời. Con này thì giá 22 triệu nha các bác, 22 triệu. Đấy. Dòng 1250 các bác thể ghép vào những loa RB, loa Pioneer, Sennheiser, vân vân. Hoặc là các bác có thể đánh được những cặp loa cây thì rất là hay. Các bác chân được bát mic chép này nha, cho mỗi bên luôn, có loa nét luôn nha. Được. Và trưng bày rất là đẹp, chạy hai cầu loa, công suất là 330W, 8 sò, sách Marantz. Đây là phía sau của sản phẩm. Đấy. Hai cầu loa của nó đây. Đây là những cái cắm điện, kia anh em dùng những đầu CD đầu lập cắm vào đây. Điện 100V, đây là cổng kết nối. Có cổng út này, vân vân. Và sau đây, em sẽ mở ruột gan bên trong con em cùng xem. Các bác nào sưu tầm những sản phẩm đẹp lung lanh như thế này để về nghi hay bài đẹp thì alo cho em. Rồi sau đây mời anh em xem ruột gan của con 1250 này. Vâng, em đã mở ốp gỗ ra cho anh em xem bên trong con 1250 này. Thì 1250 là phiên bản nâng cấp của con 1150. Thì cấu hình bên trong nó cũng khá là giống. Và phiên trước vậy nó chỉ khác cái bề mặt ra thôi. Và có dòng 1250 là thiết kế sang hơn một tí. Nó mặt vàng gold nha. Đây, thì các bác có thể thấy được cái độ đẹp của sản phẩm đây. Bên trong thì nó khá giống con 1150 nhưng mà nó nâng cấp lên là 8 sò và cấu hình cũng là một tân phô, một tô lưng nguồn cực kỳ to. Đấy, cũng là hai đường loa AB hoặc A cộng B và công suất là 330W. Sau đây em sẽ mở rủ ra, trở kháng là 4-16 ohm, rất là đẹp nha các bác. Thì con này thì em đã báo giá cho anh em rồi, giá 22 triệu đã bao ship cho các bác. Rồi, mời anh em xem ruột gan của con 1250 này. Đây là phần ruột gan của con 1250. Thì nó rất là giống nha nè, khá là giống, nhưng tầng phô nó lớn hơn và tổ lục nguồn nó cũng lớn hơn. Nói chung hầu cái gì nó cũng lớn hơn à, và anh sò nó cũng nâng cấp lên là 8 con, mỗi bên 4 con. Còn mới này, anh em sẽ sexy cực kỳ là mới, sò là sò riêng hết nha. Đấy, tất cả là riêng nguyên bản. Các bác có thể cảm nhận được cái độ đẹp sò ring của nó là mã là 4 con 116 và 4 con 747A, 116A và 747A nha. Là mới nha. Rồi thì mọi chi tiết mua hàng các bác cứ alo cho em. Dòng này thì anh em có thể ghép vang hát cao cây gia đình và nghe nhạc rất là hay. Dòng này nó tiếng rất là sạch, nó là phiên bản nâng cấp lên của con 1150, lên mã model là 1250. Chỉnh bát mic chép cho mỗi vế nha, lo nét đầy đủ. Nó trong con 1150 nó có gì là con này có nấy, chỉ là nâng cấp lên thôi. Rất là mới luôn, vỏ gỗ là vỏ gỗ riêng luôn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp. Và tiếp tục là con Pioneer, con mã SX939 rồi tới 1010. Con dòng 939 nó hay và đắt hơn con QR quế 99 nha các bác. Các bác nhiều bác sai lầm, cứ tưởng là số lớn hơn nó sẽ đắt hơn và hay hơn, đó là sai lầm ở người Việt Nam mình. Để mỗi sản phẩm em sẽ tư vấn cho biết đó, con 939 nó hay hơn và đắt hơn con 949 nha. Lực đánh là mạnh hơn, cũng như là
ba dải nó tuyệt vời hơn con 949 rất là nhiều. Những con này lên đèn rất là đẹp nha. Con này thì nó có hai dòng, một dòng 390W, một dòng là 640W, 470W đây. Thì lỗi anh em nha, em nhầm nha, 470W. Dòng này rất là hiếm, anh em có thể dùng điện 100V hay 220 rất là tiện lợi, và đã tích hợp cái mạch Dolby NR này. Các bác cắm cái đường tín hiệu vào đây. Đấy. Các bác sẽ chạy ba cầu loa nha, ba cầu loa. Các bác cắm vào cái đường đấy, các bác gạt cái này xuống là các bác dùng thôi. Đấy, đang chạy mạch Dolby NR. Có loa nét nha, vân vân FMAM đài, rất cực kỳ là tốt luôn. Hai ba cầu loa A cộng B, A cộng C vân vân, các bác có thể đánh một lần hai cặp loa. Thì con này rất là khủng, nó chạy 8 con sò sét rất là mạnh. Và độ đẹp của nó thì anh em khỏi phải ngần ngại luôn nha, rất là đẹp luôn. Hàng thì rất là kỹ cho các bác. Đấy, từ bao gỗ cho đến mạch mũi nhé. Rồi sau đây anh sẽ mở bên trong rủ gan cho anh em cùng xem. Rồi em đã tháo cho anh em xem bên trong. Đấy, các bác có thấy rất là mới không? Phải chạy 8 con sò sét này. Con này thì nó đời này là đời để mà nâng cấp lên con 1010, nên nó thiết kế là cực kỳ là y chang, khá là giống luôn. Không khác cái gì, chỉ khác tụ thôi. Tụ con 1010 nó sẽ to hơn một tí thôi. Đấy, các bác thấy đồ đẹp của sản phẩm không? Rất là mới nha. Đấy. Tuyệt vời. Đây, bắt cái đây là bộ phận mạch âm sắc của nó. Đấy. Rất là tuyệt vời. Còn tất cả nó nằm bên trong, bên phía dưới rất là nhiều nha. Hay là cái relay đấy, để mà bảo vệ sản phẩm cũng như là kích hoạt để âm ly hát. Đấy. Rồi thì rất là đẹp, bác nào có nhu cầu thì tất cả là bao ring hết cho các bác nha, nên các bác yên tâm cứ việc alo cho em thì em ship hàng tận nơi. Anh em ở Hà Nội và ở ngoài Bắc thì tầm có 3 ngày, nhanh nhất là 2 ngày. Còn anh em trong Nam thì cũng vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video. Hẹn các bác ở video kế tiếp. Chỉ có một con duy nhất thôi nha các bác. SX939 470W. Chuyên trị những dòng loa Bass 40 lại.